Rồi, em xin chào nhà nha. Em lên cho nhà một con lụa. Con này BE cạch điên gì nha. Con này thương hiệu của Italy, Ý gì đó, nhưng mà máy Nhật là được rồi. Con này thì bản lụa đó. Bản như lụa ha, cho những anh em thích đeo lụa nè. Này nam nữ dùng chung nha. Nam nữ dùng chung ha. Bên hông nước vàng cũng đẹp. Thì hàng si thì nó sẽ cũng có phai phai nhẹ nhẹ theo năm tháng xíu nha. Những cái này phai phai năm tháng nhưng mà không đáng kể đâu. Con này cũng tầm 85% mà. Hàng cái nước vàng nó vậy là cũng 85% là đeo cũng quá đẹp nha. Rồi một con lụa ha, dòng lụa thì nhà đã biết rồi, có nhiều con sẽ cao lắm. Đeo này nè, nên em tay 16 17 nha, 16 17 đeo được nha, đeo đẹp lắm. Không không phân biệt nam nữ đâu. Cái mặt thiết kế sọc ngang ha, đính 4 viên đá 4 góc. Kính zin không sức mẻ nha, kính đẹp dạng báo quách lông mèo luôn, cho nhà xem kính nè. Dây đẹp mỏng, nên em thích đeo lụa chốt này máy Nhật hết. Em bán cái máy nào báo máy đó nha, cứ yên tâm ha, cứ mua hàng bên em cứ yên tâm nha, tự là mình thuận mua vừa bán thôi, mình giấu giếm máy làm gì, người ta trước sau cũng hết pin đã mở ra cũng coi cái máy nha. Xe ngang của nó là 20 30 đi, mỏng nè, 68. Rồi con em bán là 550 mã A44 nha, 550k mã A44 nha, máy Nhật nha. À, kết chụp hình tên lô cho em. Còn con này là thương hiệu Thụy Sĩ nè, máy Nhật luôn đó. Cái mặt nó như lụa nha, lụa vàng nha. Cái mặt của nó vậy nha, chứ cả nhà đừng nhìn thấy vậy tưởng đâu là kính nó chạy, không có, kính này đẹp lắm nha, kính này còn rất đẹp. Thường mấy dòng này sẽ đóng kính sapphire nhưng mà nó không ghi thông số nha, không ghi thông số nên không có bao gì nha. Nó kính đẹp, nó nằm hàng si mà nó còn đẹp vậy nè. Con này đính tới 2 4 6 8 10 12 viên đá luôn nha. Thường mấy dòng này sẽ đính đá tự nhiên ha, đá lấp lánh luôn chứ không phải đính mũ, đính đá xịn đó nè. Dây của nó nè, con này thì đẹp rồi. Con này thì nè, nói chung nam nữ dùng chung nha, anh em thích đeo lụa chốt mấy này đeo đúng đẹp đúng nè. Mà giá của mình dân nó cũng không có cao đó. Nevada ha, nó không có ghi là con này bọc vàng xịn đúng vậy, nó ghi chữ GB tức là cái nước vàng của nó là xịn luôn á, nước vàng nó là vàng xịn của mình luôn á. Đó, nè, nó không có ghi mà xì quýt hay là Nhật, nhưng mà mình thay pin á, mình biết là thấy cái máy Nhật là mình báo máy Nhật nha, chứ mình không phải là Nevada thương hiệu Thụy Sĩ cứ báo Thụy Sĩ là chết luôn, không được nha, phải báo đúng máy ha. Đó, mình cứ thuận mua vừa bán thôi, độ mới ok rồi. Rồi con này lên tay nè, nè mấy chị nữ hay mấy nam tay nhỏ ha, nó tay 17 thì đeo thì nó hơi ôm hơi nhỏ quá. 16 15 16 được nha, xe ngang của nó là cũng là có 2 30 đi. Mỏng thì 5 ly rưỡi nha. Đó, độ mới đẹp nha. Con này độ mới cao. Kính đẹp luôn. Rồi con này em bán 650 thôi, 650k. Mã A45. Ai kết chụp hình những tin Zalo cho em. Lụa ha. Rồi anh em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản ở bên em bao ship ha. Rồi xin chào nhà nha.